Chiếc quần này sẽ giúp cho các bác nhà mình hữu ích như thế nào? Cả mùa đông năm nay các bác nhà mình không còn lạnh giá, không còn lo ướt ở chân nữa. Đây nha, em test thử luôn. Và với một chiếc quần như này thì nó là dòng quần ép nhiệt hai lớp. Các bác cứ thoải mái cho em. Đấy, các bác thấy không? Và với một cái hồ rộng như thế này, các bác nhà mình mà cần phải lội để đánh cá, để nuôi tôm, nuôi cá, nuôi heo, hoặc là trồng rau, phải đi cắt rau cần sáng sớm này, đi hót bèo này, đi làm tất cả mọi việc mà các bác nhà mình không muốn ướt người, thì các bác hãy sử dụng ngay chiếc quần này cho em nha. Thoải mái cho em luôn đi, thoải mái cho em luôn đi các bác ạ. Đấy, cạp của nó có lỗ thoáng này, có một cái dây đai như thế này. Và hiện tại thì bên em đang có mấy size, mấy mẫu nhá. Và với chiếc quần loại 1 này, hiện tại em đang giảm giá rất chi là sâu trên một chiếc quần. Em sẽ lên để cho các bác nhà mình xem về chất liệu chiếc quần này. Đấy các bác này, cái quần này thì em đang có một cái quần màu xanh bộ đội, và một cái quần sẽ là màu xanh than như thế này. Chiếc quần này thì đều là quần ép nhiệt hai lớp cao cấp. Và ép nhiệt hai lớp là như thế nào? Có nghĩa bên trong của nó sẽ là vải như thế này. Đấy, bên ngoài sẽ là cao su đúc. Đế ủng của nó là đế ủng mềm dẻo có đế, để các bác nhà mình đi chống trơn trượt. Chống trơn trượt luôn nha các bác anh nha. Đấy, màu xanh và màu vàng thì các bác nhà mình chọn mẫu nào? Chiếc quần này có ướt hay không? Em cởi cho các bác nhà mình được xem. Đấy, và ngoài chiếc quần này ra thì các bác thấy em đội một chiếc mũ rất chi là xinh phải không ạ? Cái mũ này thì một chút em giới thiệu nha, tin chắc bác nào nghe cũng thích. Giá của nó rất chi là rẻ. Đấy nha các bác ơi, thoải mái cho em luôn đi ạ, không bao giờ lo ướt nha. Đây, một chiếc quần như này có hữu ích không hả các bác ơi? Đấy, và em cũng báo giá luôn tới các bác anh là cái này là cái loại 1, chất lượng dày, ép nhiệt hai lớp, dày cộp cho em luôn. Đây này các bác này, ép nhiệt hai lớp dày cộp luôn. Cái này đang là 301 loại 1, và em sẽ đưa tới các bác ở video này là 260, miễn phí ship tới tận nhà luôn. Size số đủ từ 37 cho tới 45, bác nào có thể mua được. Một tạ, hơn một tạ có thể mua được các bác nhé. Đế của nó dày cộp như này này. Đấy, chiếc quần này độc cái đế của nó, cái ủng này của nó đã xứng đáng, đã xứng đáng điểm 10 luôn. Cái cạp này cạp lỗ thoáng này các bác nhà mình mặc mùa hè, còn bây giờ em đang mặc là mùa đông. Chia sẻ tới các bác về chiếc mũ ấm em đang đội trên đầu đây nhá. Chiếc mũ ấm này này các bác này, các bác nhà mình có thể đội đi ăn cưới, có thể đi làm ao làm hồ trong cái mùa lạnh này, làm tất cả mùa trong các công việc. Đi xe máy thì mình bỏ cái tai để xuống, nó có cả gáy đây nhá, có màu xanh và có màu đen. Giá của nó thì chỉ có 150.000 đồng trên một cái thôi. Các bác đội như không đội luôn, nó nhẹ đến mức độ như vậy, đội như không đội luôn. Đấy, màu xanh và màu đen nhá, các bác chọn mẫu nào. Đây ạ, chiếc mũ ấm. Cái mũ này thì em thấy các bác đi câu này, các bác làm trong tất cả công việc thì em đang gửi rất nhiều. Đấy, và bác nào anh nào mà quan tâm tới quần yếm này thì trong những cái video em đã đăng tải rất nhiều. Nếu như các bác nhà mình mà quan tâm tới cái quần yếm mặc tới ngực này nhá. Đấy, cái quần này thì em đang giảm giá tới 100k cơ. 450 giảm giá còn 350, miễn phí ship ở video này. Đấy, mặc không bao giờ lo ướt. Các bác nhà mình đi làm mùa đông hôm nay mua một lần sử dụng cả chục năm cho em, tránh đinh tránh gai cho em nhá, siêu bền luôn. Đấy, các bác nhà mình xem được cái video hữu ích như này, nhớ cho em xin một like nha, nhấn chuông và nhấn nghe đăng ký kênh của em để xem hàng nghìn những cái sản phẩm hay. Số điện thoại em ghi vào đây nhá các bác anh nhá, có Zalo hoặc các bác gọi điện trực tiếp để em tư vấn, size số đủ luôn. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.